Chào các bác, hôm nay vào con 4508 DI nha các bác. Máy về Ninh Thịnh Phan Rang nha các bác. Đang bảo dưỡng cho bác chủ. Bảo dưỡng cho bác chủ như các bác sơn vết cho bác chủ lại. Máy về Ninh Thịnh Phan Rang nha các bác. Này. Bốn năm không tám DI nha các bác. Này đang thay lượt nhấc máy phải không nào? Đây là lượt nhấc máy nha các bác. Này. Thay chỗ chỗ này. Này. Trước lượt dầu với bồ e. Chủ mở hàng sáng sớm luôn. Dầu Ninh Thuận Phan Rang. Sáng chưa ăn sáng hay gì hết không? Chưa rồi. Hai dây chằng mới nha các bác. Vô dây chằng này về xài chừng nào hư anh? Cái gì? Chạy chạy đó hả? Dặn luôn. Kêu hồi đó. Mà nãy đâu thấy đâu nè. Sao không thấy? Chủ nãy giờ nằm đây. Rồi lên xe nha các bác, chạy ra lên xe. Xe vô xuống tới luôn nha các bác. Này cái mùi của nó nha các bác. Các bác nào có cần dòng Kubota 4508 này hãy liên hệ số bên dưới nha. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Kêu giọng lại xương xương cho bác chủ nha các bác. Rồi xuống dưới cầu lên xe nha các bác. Giao về Ninh Thuận Phan Rang. Sáng đẹp trời bác chủ vô chốt máy sớm luôn nha. Các bác có hỏi tiệm em ở đâu là xin nói là huyện La Dung tỉnh Đồng Tháp nha các bác. Xe vừa xuống tới luôn. Này, bác chủ này. Rồi chúc chỗ đông phát tài nha. Máy cài Kubota 4508 DI về Ninh Thuận Phan Rang nha các bác. Này cái mùi của nó nha. Mùi mới nha các bác.